dụng từ hôm nay, vợ giữ trên 80% lương của chồng sẽ bị phạt. Wow. Đọc tin hơi buồn vì không có vợ để giữ, xong ngẫm lại, mình còn chẳng có cả tiền nữa cơ. Vợ xét lên VTV mà lấy tiền. Đọc lấy chút niềm tin cuộc sống đi làm thôi các ông, chúc mừng ăn sáng món cá. Tao lấy mày! May quá mình giữ trên 90%. À đâu? Nay cá tháng 4 nếu ai đó tỏ tình thì đừng vội đồng ý, không bọn nó bảo chôn chôn Việt Nam xong chụp ảnh màn hình cho tụi bạn thân xem rồi cười hô hố với nhau đấy. Trích tiền lương của chồng ra để đóng phạt. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đọc lấy chút niềm tin cuộc sống đi làm thôi các ông, chúc ăn sáng món bún cá ngon miệng. Sao anh không đăng hình của hai đứa lên? Anh sợ người ta soi mói hai đứa mình, rồi ba mẹ anh biết lại khổ. Anh đăng hình này nè, không ai biết em là ai đâu. Hả? Ok. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sao không phải là ảnh này nhỉ? What? Và tôi đang suy nghĩ. Rồi tụi bay rủ nhau đi chụp X quang hả? Hiểu kiểu gì? Thế mỗi lần chụp hình tình cảm với nhau là phải vào bệnh viện xin chụp X quang à? Này cũng soi mà soi tận xương luôn. Có tướng phu thê quá. À, thế à? Lê Giang được nhận xét giống Selena Gomez sau khi qua Mỹ. Selena Gomez. Selena Go Home. What the hell? Một bên là go, một bên là tẩy. Khác mỗi cái mặt. Quá chuẩn luôn. Selena gấu mẹ. Học giáo dục quốc phòng xong thấy được nghề nghiệp tương lai luôn. What the hell? Thầy nói tập lê chứ không phải đi ăn xin tập thể. Má thiệt, xưa học tưởng bị tai biến cà lách cà lách. Nhiều lúc bất mãn không muốn nói. Thì ra đây mới là đúng kỹ thuật. Học giáo dục quốc phòng vậy là lỗi rồi. Mắt không nhìn thẳng thì nhanh hy sinh đấy. Quá chuẩn luôn. Tôi mua nhà và nghỉ hưu ở tuổi 26. Nani? Mình số dư tài khoản 200 tỷ nhưng vẫn chăm chỉ làm ăn. Các bạn chịu khó lên nhé. Ông giống tôi, 300 tỷ nhưng vẫn kiếm tiền đến khi chết. Oh my god. Còn tao đang tuổi 26 đầy nhiệt huyết thì phải lòng chị U50. Có gì đâu, tôi lương 5 triệu vẫn đang có rất nhiều tiền trong tay, cụ thể là tiền đình. Mình quen thằng dư 100 tỷ đô mà nó vẫn làm, bảo tiền đó đợi xuống đó mới tiêu được. Ủa? Gì đó? Ở một diễn biến khác, 25 tuổi gánh khoản nợ 400 triệu, áp lực thật. Số tiền cũng không phải quá nhiều, nhưng đó là một bài học cho bạn. Cố lên bạn, mình sinh năm 2K, kém bạn 1 tuổi và cũng vừa trả xong khoản nợ 2,3 tỷ năm ngoái. Miễn không từ bỏ thì chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Wow. Đúng, chỉ cần lạc quan và cố gắng bạn nhỉ. Chỉ mong câu chuyện mình vừa bịa ra có thể giúp bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Áp lực thiệt, 33 tuổi tháng có 3 triệu chả dám làm gì. Lương tao phụ thuộc vào lượng chó mèo quanh khu vực, ngày có ngày không mà vẫn ung dung đây. Lương 14k trên giờ, ngày làm 6 tiếng, vẫn tự thưởng cho mình một mẹt bún đậu và 3 đơn sọt ti. Lương vợ trả mỗi tháng 10 triệu nên chỉ dám nghỉ hưu đúng tuổi 60, vì sợ nghỉ trước 60 thì bà cắt lương. Lương 5 triệu, thất nghiệp nửa tháng, ngày vào xem ô tô 30 lần. Vừa sinh ra đã bị bán đi. Mua về ngâm nước hơn một tuần là nó nở to ra à? Anh nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Vua bao tử. Ôi trời ơi. Sau một tháng nghĩa vụ cô gái suýt thì không nhận ra người yêu mình. Hết 2 năm chàng trai về gặp cô gái thốt lên rằng, sao em càng ngày càng xinh thế? Cô gái nghẹn ngào trả lời, anh chưa thấy người ta bảo gái một con trông mòn con mắt à? What? Sau 2 năm chàng trai nhận ra mình đã có cháu. Sau 1 tháng mà chú bộ đội cao hơn hẳn. Tao hỏi cái, có cái câu tục ngữ mà để nói việc mình sẽ bị ảnh hưởng bởi người mà mình chơi cùng là câu gì nhỉ? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gần em rồi sao không chén em đi? Nani? Ở gần nghĩa địa chưa chắc gặp ma, nhưng ở gần vợ người ta chắc chắn vỡ mồm. Quá chuẩn luôn. Gần mực tốn bia, gần đèn chói mắt. Chứ không phải, gần mực thì rơm, gần đèn thì bén à. Gần mực thì bia, gần về thì vợ gọi. Đêm khuya lặng lẽ như tờ, ngồi gần con gái hông sờ là ngu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhưng cũng lại có câu, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại trên nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.